viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, nơi đây vừa phát hiện một trường hợp bị ung thư gan trong quá trình khám sức khỏe tổng quát. Bệnh nhân là ông KVB, 69 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong lần khám sức khỏe tổng quát, các bác sĩ phát hiện ông bị u gan. Khai thác tiền sử, ông B bị tăng huyết áp, tim thiếu máu cục bộ do xơ vữa và đái tháo đường. Tuy nhiên, ông B không có các yếu tố của ung thư gan như viêm gan siêu vi B, C hoặc xơ gan. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, các bác sĩ siêu âm mổ bụng cho ông B và phát hiện có khối u với kích thước 33x35mm. Tiếp theo, ông B đã được xét nghiệm máu và kết quả cho thấy các chất chỉ điểm ung thư gan được xác định là ung thư gan nguyên phát. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt phần gan có khối ung thư. Hiện sức khỏe của ông B đã hồi phục và được theo dõi định kỳ. Chia sẻ về ung thư gan, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Trinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, ung thư gan là căn bệnh phổ biến ở cả hai giới, bệnh thường diễn tiến âm thầm trong giai đoạn sớm và tiến triển nhanh hơn so với các bệnh ung thư khác, nên người bệnh thường bỏ lỡ cơ hội điều trị triệt để. Ung thư gan, và ở đây đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào gan là cái bệnh lý thường gặp nhất. Đây là cái bệnh lý rất là phổ biến, đặc biệt là ở Việt Nam. Và hiện nay nó cũng đứng hàng đầu về tỷ lệ tử vong ở trong các cái bệnh lý về ung thư ở Việt Nam. Thế thì cái điều trị cái ung thư biểu mô tế bào gan này thì có nhiều các cái phương pháp. Trong đó có một cái phương pháp mà cũng không phải là mới lắm. Đấy là cái nút mạch trong điều trị ung thư biểu mô tế ung thư và không cần phải phẫu thuật. Thế thì cái phương pháp này thực hiện như thế nào? Tức là người ta dùng dưới cái hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền và bác sĩ sẽ chụp chọn lọc, tức là cái đường vào sẽ là một cái lỗ rất là nhỏ, thường là từ cái động mạch đùi ở bên phải đi vào, luồn sâu vào các cái động mạch để nuôi cho khối u, và qua đó người ta bơm cả cái hóa chất để diệt tế bào ung thư kèm theo cả cái chất vật liệu gây tắc mạch. Như vậy cái khối u gan sẽ được bị tiêu diệt bởi hai cái cơ chế. Thứ nhất là cơ chế do cả cái hóa chất gây diệt tế bào, cái thứ hai là do cái quá trình tắc mạch, do cái vật liệu gây tắc mạch làm cho khối u bị hoại tử.